Hello, xin chào mọi người. Tối hôm nay em lại trở lại. Hôm nay em vẫn ổn nha các bác. Đó thì những ngày hôm qua em đã nói thì hiện nay cũng thông thả vài ngày để rồi tiếp tục giao lưu. Thì tối hôm nay em lên tâm sự sơ với các bác. Một chút về gốm lấy thiêu, gốm Nam Bộ. Thì có lẽ nhiều anh em chơi chỉ biết nghe lấy thiêu biên hòa rồi, cũng mà chưa biết rõ như thế nào, tại sao gọi là lấy thiêu, và lấy thiêu nằm ở vị trí nào ở Tổ Quốc, đúng không? Đó thì các bạn em được có cái nhìn tổng quan, cũng như là hiểu được cái vùng đất lấy thiêu nó đẹp đẽ, nó như đến dừng nào đó, để đợi lúc đó các bác yêu mến về cái vùng đất sản sinh ra những sản phẩm đẹp, bề dày văn hóa lịch sử rất là phong phú đó. Để rồi lúc đó tiếp tục ủng hộ em đó, ủng hộ cho những sản phẩm nước nhà, nâng tầm công việc lên nha các bác. Thì hôm nay em sẽ nói vài điều về gốm lấy thiêu, và cụ thể là em sẽ nói vào về cái dòng gốm rất nổi tiếng của lấy thiêu, gọi là gốm Triều Châu. Đó, những sản phẩm trước mặt các bác đó là một cái ví dụ minh chứng cho ví dụ cụ thể nhất, nói cái sách mách cái chứng các bác hình dung, chỉ nói lý thuyết các bác cũng mơ hồ. Đó, đi học vừa đi chơi với thực hành, đúng không bác? Học đi đôi với hành thì mới tiến bộ được, chứ còn đọc sách vở thì cứ đọc 1.000 cuốn mà không có người thầy truyền đạt, không có thực tế thì cũng chỉ là lý thuyết thôi, đúng không các bác? Kiến thức của em còn cũng rất là hạn chế, không bằng một gốc những anh chị đi trước, những anh chị đã chơi lâu, những người đàn anh. Thế nhưng anh em chỉ có kiến thức bao nhiêu thì em chia sẻ bao nhiêu, thì chắc chắn có những thiếu sót thì mong các anh em cũng biết nhiều cũng bỏ qua, đúng không bác? Rồi các anh em bổ sung, comment, góp ý để cho cái clip nó hoàn hảo hơn. Chứ việc học vô biên, học nó suốt đời đó các bác. Cái người chơi này cũng vậy, chơi đến suốt đời vẫn còn học, có người chơi cả đời luôn vẫn tiếp tục, vẫn phải học, bởi vì lúc nào cũng có. Vùng đất lấy thiêu đã nằm ở thuộc tỉnh Bình Dương, nó đã giáp giới Sài Gòn, cách Sài Gòn với một cái con sông đây là sông Sài Gòn. Thì từ lấy thiêu đi Sài Gòn rất là nhanh, chỉ chèo qua một con sông. Lúc trước thì di chuyển bằng thuyền, bằng đồ thì đi bằng bằng thuyền, bằng sông, bằng đường thủy rất là thuận tiện. Đó. Thì lấy thiêu cũng là có thể là lúc trước một ông lái người Hoa tên là Thiêu thì đến chỗ này tạo một cái chợ, là cái bến thuyền để treo giao lưu cho đổi hàng hóa đó, với những người Hoa đến vùng đất Bình Dương thuộc vùng một này định cư rất là lớn, rất là lâu rồi đó. Thì từ đó cái tên lấy thiêu mới ra đời, và có những giờ dòng gốm nó phát triển mạnh mẽ và rất là nổi tiếng. Thì gốm lấy thiêu nói chung có ba trường phái. Thì phái thứ nhất là phái trước mặt các bác đây, đó chính là trường phái tiều, là Triều Châu, gốm lò tiều, để tạo ra những sản phẩm mà cốt trắng rồi vẽ men màu rất là đẹp, mang ngũ sắc, mang tam thái rất là đẹp, chủ yếu về bình bông, bình lọc nước đồ. Rồi gốm
Quảng Đông. Thì lúc trước em có một clip mà có chia sẻ về lu khạp rồi đó, đôn chậu, voi rồi đó, và một trì phái cùng là Phước Kiến, là những cục bên lu mà men màu da lươn, màu nâu đó. Thì hẹn gặp bác một ngày nào đó, em sẽ lên có sản phẩm nào tiêu biểu em sẽ giới thiệu để các bác được xem luôn, các bác dễ hình dung đó. Thì tối hôm nay em chỉ nói sơ về cái gốm sản phẩm trước mặt các bác, là gốm thuộc dòng gốm Triều Châu, một dòng gốm rất nổi tiếng và mang đậm dấu ấn luôn, tạo nên tên tuổi của gốm Lấy Thiêu luôn á. Thôi các bác, các bác nào chơi gốm Lấy Thiêu nhiều thì chắc lẽ thấy cái bình nước của em thì sẽ rất là bất ngờ tại sao nó nằm ở nhà em. Nó mai danh ẩn tích biết bao nhiêu năm rồi, tại sao lại xuất hiện ở nhà em được đó. Những anh em mà chơi lâu rồi nha, chơi phải là 10-20 năm lên thì mới thấy được nét độc đáo cũng như là sự quý giá cũng như là mức độ quý hiếm của nó đó. Trong những dòng gốm Lấy Thiêu thì cái này là tác phẩm này em thích nhất, tâm đắc nhất và mất thời gian lâu nhất để sưu tầm được. Rất lâu mới sưu tầm được nha các bác. Không dễ gì mà sưu hữu được. Thì cái bình này nhìn rất là đơn giản nhưng không giỡn nha các bác. Đó, anh em nào mà chơi sâu, chơi nhà có tầm khoảng 100 món rồi thì mới biết được cái mức độ quý hiếm của cái bình nước này. Đó, thì không hiện tại thì trên thị trường cái này thì có một cái duy nhất, chưa kiếm được cái thứ hai. Đó, nói như vậy là các bác mới chơi thì có thể nó nói nổ, thì em cũng thì các anh em chơi lâu thì sẽ biết được mức độ nó như thế nào. Mặc dù nó trên thị trường rất nhiều sản phẩm vừa gốm Lấy Thiêu đẹp hơn nhiều, nhưng số lượng nó sẽ nó không có hiếm. Còn cái này mặc dù nhìn thoạt qua rất là đơn giản, chỉ là bông hoa, cái lá và trước mặt có ba chữ tàu đó, thế nhưng do tính chất nó quá hiếm nên vô tình nó trở nên giá trị. Chơi đồ cổ, đồ xưa thì nhất là độc, hai là đẹp, thứ ba là lành đó. Tuổi đời, độ độc, độ đẹp và lành đó, cứ căn cứ như vậy mà chơi các bác. Thì cũng may mắn là trong cái dịp Covid này anh em mới được có duyên sở hữu lại, chứ còn dễ gì mà có được trong tay đó. Nói vậy thì các bác cũng chia sẻ chúc mừng với em đó, bởi vì em được có được món mình ưng ý theo đuổi bao nhiêu năm. Cho em uống tí men lấy hơi nha bác. Tối nào em phải một ly ngủ cho nó ngon. Bác nào rành chữ định chữ Hán thì dịch qua ba chữ này là những gì? Cái này á, trong dân chơi gốm Lấy Thiêu gọi là minh văn. Cái điều đặc biệt của tác phẩm này là ba chữ minh văn rất là to nhất, có thể là to
khá hiếm trên thị trường mà viết rất là to như các bác. Và bên cạnh này là cái hiệu lò đó, đây thì không biết anh em nào dịch dùm em cái chữ này, thì em mới thông vào sơ qua sách vở thì có thể là không chính xác lắm, thế nhưng là tạm dịch là thuận phát thành, ba cái chữ kia là thuận phát thành, thuận phát thành. Còn này là cái hiệu lò để làm ra cái bình nước này là Phước Thành Vinh Phát đó. Thì không biết là thông tin đó, em coi tham khảo chính xác hay không, thì nhiều anh em nếu mà biết làm chữ cũng như là từng có kiến thức nhiều hơn em thì chia sẻ với em được biết chính xác hơn, để em nói các bác không có cười. Và khi mà kinh tế và xã hội phát triển lại thì có những dịp triển lãm em chắc chắn là mang cái này đi tham dự cho vui, để cho anh em được biết rộng rãi cũng như là thêm tư liệu cho cái dòng gốm Lấy Thiêu. Cái dòng gốm tiều thì có rất nhiều nha các bác, nhiều sản phẩm lắm, như tô con gà nè, tô cái bình cái gạt bù lệch vẽ phụng chim chỉ, rồi những cái nồi lẩu đó, những cái khay đường trà, riêng những cái dòng ngoài đường ống nước này, cái bình nước này làm khá hiếm mà chủ yếu là đặt hàng thôi đó. Cái một cái người ta tặng tân gia hoặc là những cái cơ sở lớn tặng những người thân, tặng những chính quyền, hoặc là cho mối làm ăn, người ta tặng những dịp lễ lớn, tân gia hoặc là năm mới đó, người ta đặt hàng những cái lò gốm để làm, chứ không có sức đặt trà như khác. Thì thường chiếc này làm ghi tên công ty đó, Thuận Phát Thành, nghĩa là bác nào mà có từng ở lớn tuổi thì có thể biết Thuận Phát Thành là công ty nó cũng rất là lớn đó. Đó thì người ta đặt hàng những lò gốm làm. Cái khó nữa là cái tạo men phun nha bác, rồi men màu hoặc phun là còn hiếm nữa. Men màu vẽ thì là không hiếm, nhưng men màu và phun men vào là kỹ thuật mới, kỹ thuật rất mới và sáng tạo. Vì vậy tạo ra những gọi là nó mang tính ngẫu hứng rất là cao. Khi phun rồi không biết khi thành thực phẩm đây sẽ như thế nào. Đó. Thì cơ bản là trong này có đựng nước trong này, lọc ra, rót cái vòi ra uống. Đó. Khá đẹp chứ các bác. Hai bên cái này để cầm đi, xách bờ. Đó. Cái vòi đó vòi bằng đồng zin luôn, mấy chục năm rồi vẫn còn xài được. Không biết thời xưa làm sao mà nó bền ghê. Thì đó, này dòng gốm Triều Châu, một trong ba cái trường phái gốm nổi tiếng Lấy Thiêu. Ở gốm Triều Châu là đặc biệt nổi tiếng nhất. Thì lúc trước em có bán mấy cái bình ấm nước sơn thủy 200-300 ngàn, rồi tô con gà, thố con gà đó, thì cái kiểu đó là phong cách trên Triều Châu, những cái lưu có ché thì đắp nổi, thì phong cách Quảng Đông thì các bác em bán khá nhiều rồi đó. Và cũng được anh em ủng hộ rất nhiệt tình. Cái bình nước này cũng phải 3 năm mới mua được. Em biết cách đây 3 năm. Xong rồi cũng tỏ như nhỏ to tâm sự, rồi như là tạo mối quan hệ, rồi mới dịp này mới mua được. Giá không thì rẻ nha bác. Thế rồi, có cháo thì ăn cháo, mà có rau ăn rau. Lỡ thích rồi cũng ráng theo. Nên các bác đừng có hỏi mua giá bao nhiêu hết.
Em không bán, giá khá cao luôn. Để anh em nào mà chơi lâu năm mới biết được mức độ giá khủng của nó như thế nào. Còn anh em mới chơi thì chưa hình dung được. Gì đó, gom đá thiêu nó phát triển cũng khá lâu rồi, từ lần bắt đầu 1919 bắt đầu manh nha những từ thờ thì làng gốm cây mai ở vùng Sài Gòn chợ lớn xuống lập nghiệp, rồi người ta xuống vùng đất Quy Hòa mở lò, rồi đến vùng đất Thủ Dầu Một, Thượng An, Tân Phước Khánh, rồi Tân Nguyên, và những cái lò lấy thiêu thì tạo ra những phẩm đẹp nhất đó. Thì gốm đá thiêu phát triển thịnh vượng nhất từ năm 1920-1945, xuất khẩu đi nước ngoài cũng nhiều đó, bởi vì giá rẻ hơn đồ Nhật và đồ Trung Quốc. Thứ hai nữa là đẹp đó. Cùng song song thời điểm đó thì gốm Biên Hòa phát triển cũng rực rỡ, nhưng những người gốm Biên Hòa thì đem gặp lối riêng, tạo định hình đấy, mang tính đặc sắc hơn, một lối riêng không cái trùng lập với những dòng gốm giống người Quy Hòa. Đó, từ con sông Sài Gòn, những người lái chở những sản phẩm gốm đá thiêu đi khắp lục tỉnh Nam Bộ, rồi xa đến những miền Trung, Bình Định, Phú Yên. Đó, Bình Định, Phú Yên thôi, em thấy chỉ đến xa nhất là Bình Định mới có những sòng gốm lá thiêu này, còn xa hơn nữa thì hiếm, bởi vì thời đó đi qua cái đèo ngang, cái đèo cả chỗ Khánh Hòa nó cũng khó khăn, không đi được, nên không ra được đến qua cái đèo từ Quảng Ngãi trở ra thì nó hiếm. Thì Quảng Ngãi trở ra những dòng gốm cũng nổi tiếng như là Châu Ổ hay là Gò Sành đó, rất là nhiều. Thì đó, gốm lá thiêu thì nó, và dân miền Nam thì đời sống văn hóa rất là phong phú, người ta tiêu thụ rất là nhiều. Chưa kể là những sản phẩm thuộc gốm Phúc Kiến hay Quảng Đông tạo những cái lưu, cái khạp, cái ché mang lên vùng Tây Nguyên trao đổi cũng khá là nhiều. Đó thì em bây giờ em lâu lâu em vẫn mua được những cái ché ở Tây Nguyên rất là đẹp. Ví dụ như cái ché Nhì Hạt với Tam Lân ở clip các bác tỉnh thoảng mới thấy, em mua từ tuốt trên Tây Nguyên đồng bào mới còn sót lại. Những lúc trước những vị già làng mới có thể đủ tiền mua những cái ché đẹp như vậy, còn người dân chỉ xài những cái ché mà màu da lương, màu đen, màu nâu, còn những ché màu vàng, màu trắng là mất tiền hơn. Người già làng mới được xài thôi, thì khá hiếm nha các bác. Và khi nào mà một vị thân trong gia đình mất đi, người ta sẽ chặt một cái quay cứ bởi vậy những cái ché nó ít khi mà là cái quay nó lành lặn lắm. Đó, một nét thú vị của đồng bào Tây Nguyên. Còn cơ bản cái bình nước trong này là quà tặng, không biết tại sao đến thời điểm bây giờ nó vẫn còn lữ lành lặn như vậy, thì cũng là quá hữu duyên luôn, xài rất là kỹ, lưu lạc trong biết bao nhiêu người và bao nhiêu tay. Hôm nay trở về với em, chắc có lẽ là thấy em đam mê quá rồi nó tự tìm đến với em. Cái vòi nước, xin dùng cái bát vòi nước là cái bình này tầm khoảng là rất là già đó, 70-80 năm, gần 100 năm á. Vậy đó thì các bác tham khảo một chút em, để rồi mình nếu bác nào có cái bình giống em
thì xin chúc mừng. Còn bác nào mà đang sở hữu những món tương tự thì cũng xin chúc mừng luôn, bởi vì đã sở hữu được một vật đẹp giá trị hiếm. Tiền bạc có thể làm ra có thể nhiều hay ít, nhưng những món đồ đẹp thì không thể có nhiều đó, bởi vậy nó mới giá trị vô đó. Và buổi tối hôm nay em chỉ nói vậy thôi, để em đang suy nghĩ là ngày mai sẽ nói với bác cái gì, để các bác thấy càng hứng thú tiếp tục ủng hộ chia sẻ rồi cho em một like để em có động lực để phấn đấu hơn. Số người like clip của em cũng rất là ít, hơi buồn một xíu nhưng không sao. Ngày hôm nay mấy ngày này nhiều bác cũng nhắn tin đến hỏi mua hàng rất là nhiều, thế nhưng toàn những món em bán hết rồi. Em có chia sẻ là em đăng lên clip là một ngày hôm sau là em bán hết, để anh em còn thông cảm. Hy hữu lắm, những món nào mà mất tiền thì có thể còn qua ngày 2-3 ngày thì đó, các em cũng thông cảm cho em. Cứ đăng ký kênh đi, bấm cái chuông á, tối nào em sẽ lên clip để các bác xem tham khảo rồi ủng hộ. Và em xin chúc các bác có một giấc ngủ thật ngon, ráng giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn hiện nay tình hình vẫn còn căng thẳng. Dự kiến là phải đến cuối tháng 8 thì mới Sài Gòn mới có thể có những tín hiệu khả quan tích cực để cuộc sống trở lại bình thường. Và em vẫn đang tiếp tục nghe ngóng tình hình giao hàng như thế nào, nếu mà nó ổn định thì em sẽ tiếp tục lên hàng gửi đến cho các bác. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.